kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh youtube báo lao động liên quan đến cuộc xung đột giữa nga và ukraine đến nay cuộc chiến này đã đang chuẩn bị bước sang năm thứ ba nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu của sự kết thúc trước tình hình thực tế nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng năm tới sẽ là thời điểm nhiều thách thức đối với nền quốc phòng ukraine trong khi nga ngày càng có lợi thế về nhân lực và đạn dược trên chiến trường Tờ Wall Street Journal, WSJ của Mỹ, mới đây đưa ra nhận định, năm tới sẽ là thời điểm đầy thách thức đối với nền quốc phòng Ukraine và thế trận của nước này trên chiến trường có thể thay đổi vào mùa đông năm 2023. Mà dù vậy, Nga cũng khó có thể giành được những chiến thắng lớn dù có lợi thế. WSJ đã chỉ ra rằng, Nga có nhiều lực lượng để bổ sung hơn Ukraine bên cạnh đó tổng thống nga vladimir putin đã theo đuổi việc đưa nền kinh tế nga vào tình trạng chiến tranh khai thác nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ để chi trả cho việc sản xuất vũ khí còn về phía ukraine sự tê liệt chính trị ở mỹ và eu gây nguy hiểm cho dòng viện trợ vũ khí và nguồn vốn mà nước này đang phụ thuộc cụ thể các nước châu âu đang cạn kiệt vũ khí và đạn dược dự trữ mà họ có thể cung cấp cho ukraine sự chia rẽ chính trị ở washington đã làm chậm quá trình giao hàng của mỹ Bây giờ quân đội Ukraine cho biết họ lại rơi vào thế bất lợi. Michael Kaufman, thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie cũng nhận định, những ưu thế về nhân lực và vật lực vào năm 2024 chủ yếu thuộc về phía Nga, nhưng chúng dường như không đủ quyết định để Moscow có thể đạt được các mục tiêu chính trị của mình. Sẽ không chính xác khi cho rằng Nga đang chiến thắng trong cuộc chiến. Tuy nhiên, nếu Ukraine không có những lựa chọn đúng đắn trong năm tới và nguồn lực từ phương Tây suy giảm, thì triển vọng thành công của Ukraine sẽ rất mơ mịt. WSJ lưu ý, mục tiêu của Tổng thống Zelensky là khôi phục hoàn toàn biên giới trước đây của Ukraine bị phương Tây coi là phi thực tế. Tờ báo cũng chỉ ra rằng một số quan chức châu Âu thậm chí còn lo ngại lập trường của Ukraine trên chiến trường có thể bị lung lay vào mùa đông này. Theo WSJ, lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu bộ binh sau khi chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công mùa hè và trong cuộc phòng thủ quyết liệt ở Bakhmut vào mùa đông năm ngoái và thiếu đạn dược cũng đồng nghĩa với việc Ukraine khó có thể tiến hành thêm một cuộc tấn công lớn nào nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự thất bại này đã làm trầm trọng thêm những bất đồng giữa các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị. Đánh giá của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny cho rằng, Cuộc chiến đang trải qua giai đoạn bế tắc đã khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky bị chỉ trích. Tướng Zaluzny tuyên bố rằng tình hình trên chiến trường không bên nào có thể tiến lên vì họ được trang bị công nghệ như nhau, trong khi tình trạng thực tế đòi hỏi phải có công nghệ cao để chiếm ưu thế. Mặc dù vậy, WSJ đưa tin các sĩ quan Ukraine và chuyên gia phương Tây tin rằng quân đội Ukraine đã kiệt sức vẫn có thể tổ chức phòng thủ hiệu quả dọc theo súp bằng cách huy động nguồn lực và hạn chế Nga đạt được lợi ích cục bộ. Theo WSJ, Kiev nên cải thiện việc huy động và huấn luyện quân đội, từ bỏ cuộc tấn công và củng cố các tuyến phòng thủ. Bộ Quốc phòng Ukraine đang lên kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ mới sau khi chứng kiến các công sự của Nga ở miền nam Ukraine hoạt động hiệu quả trong mùa hè này. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba. Tuy nhiên, thay vì sự tự tin về một chiến thắng trước quân đội Nga, những dự đoán về một tương lai xấu của quân đội Ukraine kéo theo nhiều nỗi lo của người dân. Natalia Kobiuk, 34 tuổi, một y tá ở Kiev, có chồng, đã ở tuyến đầu kể từ cuộc xung đột bắt đầu 22 tháng trước cho biết. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. So với năm ngoái, bây giờ khó khăn hơn. Cuộc xung đột này không có hồi kết và đôi khi tôi không còn tin rằng nó sẽ kết thúc nữa. Tuy vậy, ông Zelensky vẫn duy trì các bài phát biểu trên truyền hình hàng đêm của mình như một phương tiện kết nối với công chúng và là cách vực dậy tinh thần. Điều quan trọng là mọi người hiểu rằng những gì trong trái tim họ đang được nhìn thấy và những thay đổi cần thiết sẽ được thực hiện. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu hồi đầu tháng sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga khiến 19 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại một lễ khen thưởng ở đông nam Ukraine. Tâm trạng của người dân đã ảnh hưởng đến sự ủng hộ đối với ông Zelensky. Theo Viện Xã hội học quốc tế Kiev, KIIS, dù vẫn ở mức cao 76%, nhưng tỷ lệ ủng hộ đối với ông đã giảm từ mức cao nhất thời chiến là 91%. Trên bình diện thế giới, hoàn cảnh của Ukraine ngày càng phức tạp hơn những nỗ lực của ông Zelensky nhằm giành được các đồng minh bên ngoài phương Tây như một cách để dồn Tổng thống Nga Vladimir Putin vào các cuộc đàm phán đã bị cản trở do cuộc chiến israel hamas bùng nổ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, và giữa tháng 11 rằng, sự thay đổi trọng tâm đã làm chậm quá trình vận chuyển đạn pháo, càng làm suy yếu cuộc phản công. Trong khi đó, tỷ lệ những người ủng hộ việc nhượng bộ lãnh thổ để đạt được hòa bình đang có xu hướng tăng lên, bất chấp chính quyền Kiev kiên quyết bác bỏ. Hiện nay, Ukraine là chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự khi các ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, nhóm họp vào thứ Ba và thứ Tư, 28 đến 29 tháng 11. Trong đó, các đồng minh có thể sẽ nhắc lại sự ủng hộ của họ bất chấp những lo ngại rằng viện trợ đang bắt đầu suy yếu. NATO sẽ tìm cách thể hiện sự tiến bộ của Ukraine trong việc gia nhập liên minh. Nhưng lời mời chính thức vẫn là mục tiêu xa vời, chừng nào giao tranh vẫn tiếp diễn. Đối với những người tỉnh táo điều phía trước đang chờ đợi họ là dự đoán về một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khác nhằm mục đích xé toạc hệ thống năng lượng của Ukraine. Nga đã tiến hành đợt tập kích đường không bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay vào cuối tuần qua. Mặc dù lực lượng phòng không Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ 74 trong số 75 UAV Zahed 131-136, hầu hết nhắm vào khu vực Kiev. Nhà điều hành lưới điện quốc gia MPC Ukrainego đã đưa ra cảnh báo về nhu cầu sửa ấm tăng vọt, khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng đèn bàn thay vì đèn trần, giặt đồ vào ban đêm và tránh sử dụng đồng thời các thiết bị gia dụng. khi Petrovsky, một nhà thiết kế và cố vấn truyền thông 52 tuổi đến từ Lvov, đồng ý rằng những kỳ vọng về cuộc phản công là hơi phóng đại. Ông nói, nỗi sợ hãi lớn nhất hiện nay là sự hỗn loạn và xung đột nội bộ. Mọi người lo ngại rằng Tất cả những điều này có thể khiến đất nước mất đi sự hỗ trợ của phương Tây. Đây là vấn đề then chốt hiện nay. Dù canh bạc tất tay trong cuộc phản công mùa hè đã thất bại, khó khăn đang bổ vây Ukraine, nhưng Tổng thống Zelensky vẫn rất cứng rắn, quyết không nhượng bộ và tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng. Thưa quý vị, có thể thấy rõ, thương quan lực lượng đang dần nghiêng về phía Nga vậy đâu sẽ là cơ hội cho tổng thống volodymyr zelensky và đất nước ukraine của ông những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự giữa nga và ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo